Ok, xin chào quý vị. Đây là video đầu tiên mình quay tại nhà ở một cái căn villa khoảng 2 hecta mình thuê ở Sài Gòn, chỉ ở chỗ vui thôi. Và các bạn có biết thông tin gì không ạ? Đó chính là việc Apple rất có thể là sẽ phải mở cái nền tảng iOS ra là cho phép ta cài ứng dụng bên thứ ba. Ngon rồi. Thế là xem YouTube không có quảng cáo này, hay là chúng ta thậm chí có thể cài chặn quảng cáo, nói chung là rất nhiều cái biến iOS trông như Android. Bên cạnh đấy, iPhone SE mới năm sau rất có thể sẽ có màn hình OLED chứ không phải là màn hình LCD giống như là iPhone XR, và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Chúng ta hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Nói qua một chút về Android đi, không lại bảo nói về iPhone nhiều. Galaxy S23 rất có thể sẽ ra sớm hơn 2 tháng so với thông lệ. Hàng năm là cứ tháng 2 chúng ta sẽ có Galaxy S series, nhưng mà rất có thể năm nay là sẽ đi sớm hơn bởi vì cái doanh số Galaxy Z Flip và Galaxy Z Fold thì đều không thực sự quá tốt. Bằng chứng điều này là ở Việt Nam ta là mức giá bán sản phẩm này đang phải điều chỉnh lại. Còn Galaxy Z Flip 4 và Fold 4 ở 7S mình đang check giá là từ khởi điểm là hơn 19 triệu. Không còn mức giá quá cao. Ngoài ra thì có vẻ như Samsung đang chịu áp lực từ cái việc Apple và Google liên tục ra sản phẩm mới. Và bên cạnh đấy thì Galaxy S23 đã có những hình ảnh chính thức xuất hiện rồi, và nó gần như không thay đổi về bên ngoài so với S22. Nhưng mà đã không thay đổi thì bán nhanh quách đi nó cho rồi, chứ còn để lâu thì để làm cái gì, đúng không ạ? Thì anh em nghĩ sao về chiếc Galaxy S23? Mình đã có video tổng hợp về những cái thay đổi mới rồi. Thực sự ra mà nói là chủ yếu đến từ bên trong chứ không phải xuất hiện ở bên ngoài. Thông tin thứ hai cũng là một hãng điện thoại được gọi là Apple của châu Á, hay với cái tên tiếng Việt chúng ta gọi là gì? Hạt gạo nhỏ, đó là Xiaomi. Sản phẩm của nhà rốt này vừa xuất hiện, đó chính là cái concept của con Mi 12S Ultra nhưng lắp được ống kính rời của thương hiệu Leica. Cái con này là khác hoàn toàn của con Mi 12S Ultra đang bán trên thị trường nhá. Và nó chỉ có một vài cái mẫu sample thôi, và không có được bán ra mà chỉ cho các KOL hàng đầu mượn. Và các bạn biết rồi đấy, trong danh sách đấy tất nhiên là không có mình. Và nếu mà muốn trải nghiệm, các bạn phải chờ đến MWC 2023. Camera này được phủ sapphire, vì vậy nên cái việc tháo lắp sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng, bị sợ trầy xước. Không biết thì trong tương lai sẽ có những cái concept hay là sản phẩm thực tế này được bán ra hay không, nhưng mà mình thì không đánh giá cao lắm, nó chủ yếu là để show công nghệ là nhiều. Thông tin thứ ba lại là một điều không tốt về Apple, đó là iOS 16.1 làm cho iPhone bị chập chững Wi-Fi. Anh em có đang bị điều này không thì hãy comment cho mình biết thông qua cái video này nhé. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái chiếc điện thoại iPhone XS Max của một số người dùng đã đăng lên Twitter rằng là khoảng 5 giây tự disconnect hoặc connect lại Wi-Fi khá là khó chịu. Và mình thì đang dùng trên con iPhone 14 của mình, nhưng mà hiện tại thì không bị. Rất có thể là các iPhone cũ thì bị hiện tượng này. Apple hiện cũng đang cho thử nghiệm iOS 16.2 nên hy vọng sẽ sớm là khắc phục, giống như cách là khắc phục cái bàn phím tiếng Việt. Mặc dù chưa triệt để nhưng ít nhất là cũng tạm tạm. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái thông tin quan trọng mà chúng ta đang kỳ vọng về sản phẩm nhiều người tò mò là iPhone SE hoàn toàn mới. Tại sao gọi là hoàn toàn mới? Bởi vì nó không còn thiết kế của iPhone 8 nhưng mà chuyển sang iPhone XR. Và Apple thì đang phân vân lựa chọn giữa hai nhà cung cấp tấm nền OLED, đó là 5.7 cũng như là 6.1 inch. Và cái ở đây là rất có thể là giữ nguyên là trang bị LCD hoặc là OLED thì cũng phải là giá rẻ, để cho giá thành của con iPhone SE không đội lên quá cao. Ở Việt Nam chúng ta thì bây giờ con iPhone SE thế hệ cũ thì đang bán với mức giá là tầm khoảng là 11 triệu đồng tại 7S, hàng chính hãng. Tuy nhiên thì cái con mà được mua nhiều hơn đó chính là cái con iPhone 11 64GB, 11/190. Và tôi nói thật nhá, anh em đừng chê cao bởi vì anh em không mua, không có hàng để mua. Cái con iPhone 11 này trước đây 7S đã bán với mức giá thấp hơn, nhưng bây giờ lại đang âm thầm tăng bởi vì số lượng khan hiếm. Và với cả iPhone 13 series cũng thế. Và anh em mua ở đây thì còn có hỗ trợ thu cũ đổi mới, các bạn được trợ giá là thêm 1 triệu đồng. Và các khuyến mại khác mình sẽ để link mô tả bên dưới cho anh em nhá. iPhone SE của chúng ta thì còn có những thông tin đồn là nào là sẽ có cảm biến vân tay, nhưng mà lại vẫn có cái tai thỏ. Mình thấy điều này hơi vô lý, tại vì cái tai thỏ là biểu trưng cho cái việc là Apple sử dụng Face ID. Nếu mà để nguyên tai thỏ mà thêm vân tay vào cảm giác kiểu gì ấy. Anh em có thể comment ý kiến của mọi người xuống bên dưới xem sao nhá. Và cái cuối cùng là mình muốn nói về cái luật mới thông qua của EU sẽ khiến cho Apple cần phải thay đổi. Nói chung cái luật này sẽ kiểm soát sức mạnh của các công ty công nghệ quá lớn, chống cái độc quyền. Và các bạn sẽ thấy rằng là ví dụ như là trên Apple Store, người dùng đã có thể lựa chọn các phương pháp bên thứ ba để thanh toán này, chứ không phải là bắt buộc phải thông qua Apple này, hay là có thể truy cập vào dữ liệu người dùng mà được Apple thu thập này, hay là các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có thể thấy Siri, ứng dụng nhắn tin trên iOS đều phải thay đổi rất là nhiều, đặc biệt như là người dùng từ Telegram, WhatsApp có thể trao đổi với iMessage, và người dùng iPhone có thể nhận tin nhắn trên Messenger thay vì là chỉ có tin nhắn mặc định. Đấy, đây là những thông tin quan trọng nhất mà mình đã cập nhật thông qua tuần vừa rồi. Thực ra còn nhiều cái hay nữa nhưng mà video về thời gian ngắn hạn. Anh em có thể cập nhật những thông tin này trên website Vật Vờ Studio, để lại comment bình luận ở bên dưới, hay là truy cập group đồ hàng công nghệ, và hẹn mọi người trong các video lần sau. Hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin hãy subscribe, xin